Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em tiếp tục lên thêm vài mẫu mới cho nhà chọn nha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản hết thì bên em bao ship nha. Rồi đầu tiên lên chỗ nhà một con Engine, Elgin, thương hiệu của Mỹ nha. Con này chạy pin solar máy Nhật nha. Thì con này chạy 6 kim một cốt nha, cốt. Thì thường 6 kim một cốt là lịch thứ nè, thứ bên 9 giờ nè, lịch ngày nè. Đó, cái này là 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Đấy. Thì nấm cổ chai nha. Con này chống nước tới 300 m lận, nấm cổ chai nè, đó, vặn cái chỉnh giờ xong vặn vô lẫn nha. Niền xay. Niền xay nấm cổ chai nha, rất là nhẹ luôn nè. Đáy sấy nha. Đây, thông số ghi 300 m nước, đó. Thương hiệu nè, Elgin, thương hiệu Mỹ nha, đó, máy Nhật, pin solar. Titanium toàn thân nha, đó, siêu nhẹ luôn. Thì anh em nào thích đeo dòng mà siêu nhẹ titanium chốt con này. Dây khóa zin hết. Tết có giao quang. Đây, con này có giao quang nha. Niền xay rất nhẹ nha. Cái form nhìn nhìn rất là chắc luôn nha. Nhìn nó dạng đúng dòng thợ lặn luôn. Dòng lặn lội nha, siêu nhẹ. Rồi con này thì xe ngang của nó là 42. Nếu không đo cái rìa là 40 nha, cũng là xe quốc dân, xe to đó. Càng luôn là 46 nha. Mỏng thì 10 ly. Kính zin nha, kính zin có lông mèo không đáng kể nha. Dây khóa zin dập hiệu hết. Dây khóa zin đó luôn nha. Elgin ở thương hiệu Mỹ, titanium toàn thân nha. Đáy sấy nha, mặt sau. Vẫn là hình hai con sư tử nè, ôm cái lá cờ nha. Rồi, con này thì em bán cho nhà giá là 850k mà 01 nha. Cho con Ergin thương hiệu Mỹ nha. Pin solar luôn. Nấm cổ chai đáy sấy chống nước 300 m, tắm rửa đi mưa ok nha. Rồi, ai kết mẫu này chụp hình nhắn tin Zalo cho em nha. Rồi em qua mẫu luôn. Rồi, em lên chỗ nhà một con AL3 đi. AL3 thương hiệu nhà Senco nha. Con này thì dạ quang full mặt à. Anh em nào thích dòng dạ quang full mặt chốt này. Sáng trưng luôn. Này tối khỏi soi đèn luôn nha. Sáng. Thì hai ô cái lịch gốc 3 giờ cọc số học trò đó. 3 kim nha. Hai ô cái lịch. Con này thì mới tinh nè, như hàng trưng bày nha. Quá mới nha. Này thích hợp cho những anh em tay vừa tay nhỏ thôi, tay 10 16 đổ lại thôi. 6 đổ lại đeo dạng nó dáng của nó là dáng dáng xưa, dáng cổ dáng xưa, kêu dáng Vatare nha, dáng dạng dáng xưa đồ cổ. Thông số là đủ nha, đáy sấy luôn. Thì con này là chuẩn nha, em bao chuẩn nha, máy Nhật, dòng máy Alibay, dòng máy Senco mà. Dây nè, dây dài nha, dây 18 được, 18 đeo thoải mái luôn. Cái dáng nó, cái dây nó thiết kế như của Rolex, lên tay 17 nè. Nó anh em tay nhỏ thôi, tay 16 loại đeo máy này đẹp nha. Độ mới rất cao luôn. Con này dạng hàng trưng bày hoặc là lên tay một hai lần thôi, tự nó mới lắm. Rồi thì nó là dạ quang nha, mặt dạ quang hai ô cái lịch. Quá sáng luôn. Xe ngang của nó thì to rìa luôn 35 36 đi, 35.7 với 36 đi, càng luôn là 40. Mỏng thì 8 ly 2 đó. Quá sáng, cái dầu quang giữ lâu nha, giữ lâu lắm. Thấy vậy chứ mình dù mình đang để ngoài sáng nha, mình đi vô bóng tối đó nó sẽ sáng vậy nha. Coi giờ rất là dễ luôn. Rồi con này em bán nhà 450 nha, 450k mã số 02 nha. Ai kết con này chụp hình nhắn tin Zalo cho em. 450k mã 02. Rồi thì sẵn thì em lên chỗ nhà một con Casio. Con này dòng độc lạ ha. Thì nó tới hai ô điện tử nè, hai ô điện tử với kim. Kim này thì chỉnh bình thường, kéo qua chỉnh bình thường đấy đó, kéo qua chỉnh bình thường nha. Kim thì mình cứ vặn ra mình chỉnh, chỉnh giờ bình thường thôi. Còn cái điện tử này thì chỉ để đẩy này vô cho nó chạy này, chỉ ngày tháng thứ nè, này chỉ giờ nè, đó, giây nè. Này con này đầy đủ chức năng báo thức luôn nha. Này là này chỉnh gì nha, này xem chỉnh thêm múi giờ thứ hai á, song song á. Nó này giờ bấm về thể thao cái gì nè, này rất nhiều chức năng nha, mình giờ tìm hiểu thêm khúc này nè đó. Này quay lại giờ bình thường, báo thức này, báo thức cái nhà quay lại giờ bình thường nè.
này giờ thể thao cái gì nữa, rồi báo thức nè, alarm là báo thức nè, thì mình cứ chỉnh báo thức thì mình ăn giữ lúc này nè, nó chớp mình chỉnh thôi. Con này thì em chỉnh ok rồi, ngày tháng thứ đầy đủ hết. Con này đặc biệt có đèn autoline nha, đó, tức là tối mình cứ đưa 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 xuống nó đèn tự sáng đó nha. Để em bấm nha, em bắt đèn autoline thử. Đó, mình bật bấm nút đèn giữ 5 giây nha, đèn đèn tự động tự như bật tự động lên nha. Đó, tự nó cháy nha. Rất là hay luôn nha. Đó, tối cái mình đưa lên đưa xuống mà đeo á. Lên tay thử nè, em lên tay nha. Đó, mình lên tay nè. Tối cái mình đó, lắc lên là tự sáng ấy nha. Rất là hay nha. Đó. Độc nha, dán cũng độc nha. Rồi, một con Casio dán độc lạ, hai máy vừa kim vừa tử luôn. Độ mới cao nha, nè. Độ mới ok hết. Dây thì dây dạng dây cao su nha, dây bản dây cao su nha. Khóa Casio luôn. Có khóa Casio nha. Mặt sau đây. Con này thì lắp ráp Thái Lan nha. Mã của nó là WX300, lắp ráp Thái Lan nha. Độ mới ok hết, để em đo size nữa coi. Nó đèn nó tự động nha. Xe ngang con này là 39.5 nè. Càng luôn là 45.3 nha. Mỏng thì 13 ly. Nó đèn tự động nha, nó nhạy lắm. Nhạy rất là nhạy ha. Đó, nhạy luôn. Rồi con này thì em bán cho nhà giá sưu tầm thôi, 450k mã số 04 nha. 450k mã 04 nha, cho con Casio. Dòng độc lạ nha, anh em nào chưa có dòng này chốt này thì mình ăn, ví dụ mình không thích để đèn online mình cứ ăn giữ lúc này, lúc 4 giờ 5 giây nè, cái nút ruồi nó ăn xuống này, nó nút ruồi bên đây nó ăn xuống. Rồi ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Rồi em lên cho nhà một dòng cũng Casio nè, dòng này cũng hai máy vừa kim vừa tử luôn. Đèn ở đây nè, đèn nó nút giữa nha, con này cũng dán độc lạ ha, đèn hai bên nó sáng luôn. Test cây dạ, cọc số và quang. Đây, kim cọc số, kim cọc số có giao quang nha, đèn giữa nè. Đèn rất sáng luôn. Rồi con này thì cũng dán độc lạ luôn. Bên hông nè, độ mới cao ha. Dây khóa zin hết Casio nè. Đây, đó, dây khóa zin hết. Mặt trong nha. Độ mới ok, con này độ mới cao nha. Mã con này là ARQ nè, 100W nha, linh kiện của kiểu Nhật nha, lắp ráp nhà máy đặt ở China nha, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật nha. Dây nè, thông số đủ hết, full zin hết. Rồi con này cũng vậy thôi, con này thì nè, đang giờ bình thường nè, đang giờ nè mình chuyển qua lúc này nè, nó thứ nè, thứ ngày tháng nè, chuyển qua giờ nè, chuyển qua đây xe lưu được 30 số điện thoại nè, này xem múi giờ thế giới nè, rất là nhiều múi giờ thế giới luôn nha. Chuyển qua đây là này là giờ giờ thể thao nha, thể thao giờ đếm ngược nè, này giờ thể thao nè, HZ chỉnh kim nè, tức là HZ chỉnh kim trùng với điện tử. Thằng này nó cũng như dòng quay cấp tơ nha, nó cũng như dòng quay cấp tơ vậy. Đó, đèn nè. Nhưng mà nó là bản dây, nó là bản pin nha, pin thường nha, anh em nào ngại với pin năng lượng nha, nữa chốt con này là xài pin thường nha, nó là bản bình thường, độ mới cao. Rồi con này xe ngang của nó là 40 nha, càng luôn là 48. Con này thì mỏng 14 ly 7 nha. Con Casio nha, mấy dòng này chuẩn chuẩn Casio nha, full zin hết, độ mới cao. Rồi con này em bán 450 luôn, 450k mã số 06 nha. Ai kết món này chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Mới nha. Rồi thì em lên tiếp cho nhà một dòng quay cấp tơ tích solar pin năng lượng lịch dạng đen nha. Thì con này có báo thức luôn, báo thức nè, on off nè, đặc biệt là đèn tự động nha, đèn autoline đó, đèn tự động nha, tức là tối mình cứ đưa lên đưa xuống nè, lên tay dễ nhạy hơn. Lên tay mình lắc nó sẽ nhạy hơn nha, nè nó lên tay lắc nó nhạy, rất là nhạy luôn nha. Nó có đèn hai bên trên dưới nha. Thì con này
màu mỡ gà nha, lâu lâu mới về bản này, nhưng mà con này rất là mới luôn. Anh em nào mà sưu tầm á, đang sưu tầm cái dòng này chốt, nên chốt con này nè, tự là kính zin đó nè, kính zin còn đẹp, nhưng mà em vẫn báo là vết lông mèo nha. Ừ, còn đẹp. Ừ, rất là đẹp luôn, mặt mỡ gà đổi màu luôn, như nhìn gì xám nè, nhìn gì là mỡ gà nè đó. Dây khóa nè, nhìn cái nhà nhìn nè đó. Rất là mới luôn, bên hông ở đây. Ừ, phay xước nè, lâu lâu mới về bản nha. Ừ, mà mới nữa. Dù anh em sưu tầm mình mua một con mà rẻ hơn 100-200 ngàn nha, mình về mình C3 chưa chắc vượt qua những con mà zin nha, mới zin hay gì nè. Ừ, khóa nó còn phay xước luôn nè, rất là mới luôn. Con này thì chuẩn nội địa nha, sa băng H, mã WVQ nè, 110TDZ nữa, chuẩn nội địa Nhật luôn nha. Dây tai thì thoải mái, con này dây tai chắc 10, con này tai 19 cũng được nha, 19 đeo vừa luôn. Nó lên tai 7 nè, đèn năng tự động nữa, rất là nhạy luôn. Ừ, thì con này cũng có chức năng nha, lịch vạn niên nè, lịch vạn niên, pin năng lượng lịch vạn niên nè, rồi báo thức nè, với lại đèn tự động nè. Ừ, rất là, nói chung cũng nhiều chức năng nha, độ mới cao nữa. Ừ, rồi con này thì em hướng dẫn chỉnh giờ ở nhà sơ sơ luôn, chỉnh sơ sơ luôn nha, để anh em mà thí dụ thích trải nghiệm họ biết chỉnh luôn. Đang bình thường nè, đang chạy bình thường nè, mình rồi mình án giữ nút 2 giờ 5 giây nè. Đó, 2 giờ nút đèn án giữ 5 giây nè. Đó, thì cái kim nó chạy nó chỉ nè, chỉ buổi sáng hay buổi chiều nè, AM là buổi sáng, BM buổi chiều nè, nó đang chỉ buổi sáng nè, giờ hiện tại đang buổi chiều đúng không? Rồi mình án giữ nút 4 giờ nè, nó cho kim kim giờ nó chạy nè. Thì kim giờ nó sẽ chạy qua 12 giờ, qua 12 tiếng á. Nếu mà cái kim dây nó giật qua về chữ BM tức là buổi chiều nha, hiện tại đang buổi chiều. Em chỉnh cho đúng luôn, đang là 5 giờ 49 buổi chiều nha, buổi chiều nè. Đó, mình canh khúc này mình chỉnh tháng chiều nha, này em hướng dẫn cho chi tiết luôn, cái nhà chỉnh giờ mình cho nó chi tiết, chỉnh buổi chiều luôn. Rồi em sẽ chỉnh cho đúng giờ nha, mình xem video kỹ xíu để mình chỉnh con đồng hồ nó chắc cú hơn nha, nó sẽ, nói chung mình sẽ dễ hiểu hơn. Ừ. Rồi hiện tại là đang là 5 5 giờ 17 giờ 50. Đó, 17 giờ 50 là 4 nè. Đó, bắt đầu tới 5. 17 giờ 50 nha. Thì mình chỉnh chơi gần tới cũng được, chút có nhiều khúc cuối mình chỉnh lại. Nó chỉnh tới nè. À, 50 52 đi. 53 đi, trừ hao đi. Rồi, khi mà mình chỉnh cái kim giờ đúng rồi, mình bấm nút trên 2 giờ một cái nè, nó bắt đầu cho nó kêu mình chỉnh ngược lại, là bấm ngược, nó ngược lại nè. Rồi mình bấm chỉnh giờ xong bấm nút 2 giờ một cái nè, bắt đầu nó chỉ chữ set nè. Set tức là mình bấm nút nút này nha, nút này là mình ngưng lại nè, mình là nó sẽ chạy lại bình thường để nó chia ra cho mình chỉnh chỉnh giờ á, chỉnh kim giờ. Còn muốn đi tiếp mình bấm nút này, mình chỉnh chỉnh ngày tháng năm. Rồi em muốn đi tiếp mình chỉnh nút, bấm nút 2 giờ nè. Đó, nếu mà mình không muốn đi tiếp mình bấm nút này nha. Rồi thì mình đi tiếp mình bấm nút này cái là chỉnh lịch, bấm cái lịch chạy nè. Đó, rồi chỉnh ngày 10 đi nha, để cho nhanh. Rồi ví dụ mình chỉnh ngày xong bấm nút 2 giờ một cái nè, bắt đầu mình chỉnh đâu em bấm nha. Chỉnh ngày xong bắt đầu chỉnh tháng nha. Rồi tháng nha, thì 12 cột số tượng trưng cho 12 tháng, nó sẽ cho mình hiển thị cái kim dây này hiển thị 12 cột số luôn, tức là chỉnh tháng nha. Rồi em chọn tháng 4 nè, nay tháng 4 nè, em chọn số 4 nè. Rồi tháng xong bấm cái chỉnh năm nè, nó đầu nè, nay năm 2023 nha, thì tháng nó sẽ cho mình hiển thị tới số 9 thôi đó. Tự nó cho mình hiển thị năm là năm 99 nó hết rồi nè, vượt qua số 12 nè. Đó, rồi em chọn số 2 trước nè, tức là năm 2023 chọn số 2 trước nha. Rồi bắt đầu bấm cái nữa chọn số 3 nè, thì cái này cũng cho mình hiển thị tới số 9 thôi. Ừ, nó vượt qua số 12 nè. Rồi này chọn số 3 nè, nó tức là 2023 nha. Rồi năm xong bấm kết thúc nè, nó chạy lại bình thường nha. Ừ, rồi đúng 52 luôn nè. Đó, đang đúng 52 luôn. Rồi cách chỉnh giờ đơn giản đi nha. Ừ, con này thì anh em nào thích sưu tầm biết cách chỉnh giờ luôn, xem video biết chỉnh luôn. Xoay ngang của nó là 30 39 nha. Ừ, càng luôn là 44, mỏng thì 12 ly 3. Ừ, con này rất là mới nha,
Anh em nào thích sưu tầm thì chốt con này. Con này em bán 850 nha. 850k mã số 03 nha. 850k mã 03. Cho con Casio quay cấp tơ pin năng lượng mới nha. Mới luôn. Rồi một con thương hiệu Elgin, nó cũng là dòng thợ lặn. Con này tới cũng đâu. Con này dòng bao nhiêu mét nước nè? 100 mét nước nha. Con này 100 mét nước nha. Thì cũng là núm cổ chai nè, nó núm cổ chai vặn ra chỉnh giờ xong vặn vô lợi. Niền xay. Niền xay rất nhẹ luôn. Cái dạng như con này dán Rolex nha, dán như Rolex. Như đồng hồ Rolex. Rồi con này thương hiệu Elgin nha, thương hiệu Mỹ máy Nhật nha, pin năng lượng luôn. Lịch gốc 3 giờ, kính zin nha, kính zin có dạng như chấm chấm không không thành vấn đề nha. Đó. Hàng si mà nhưng còn đẹp nha, nhìn nè, tổng thể còn ok nha. Dây khóa thép hết, dập hiệu hết nè. Đó anh em là thích đeo dạng như dán Rolex chốt con này, Elgin là thương hiệu Mỹ nha. Nè. Khóa dập hiệu hết. Mặt sau nè. Vẫn là đáy sấy nha, hình hai con sư tử nè. Con này bản thép, dây khóa thép hết, dây thì thoải mái rồi, dây nó còn tới về tới mấy mấy lỗ luôn nha. Nè. Hai lỗ dây cỡ này để em đo dây cái. Dây cái này đang là con này dây là đang 19 được nha, 19 còn dư lỗ nha. Đó. Dây thoải mái nha. Rồi, để em đo size nữa cho. Xe ngang con này là 40,5, 40,5 càng luôn là 46 đi, 45,9 như 46 rồi. Mỏng thì 10 ly. Một con thương hiệu Elgin, dòng thợ lặn pin solar năng lượng nha. Cọc số có dạ quang luôn nè, anh test cho. Thì chắc dạ quang xanh dương nha. Ủa dạ quang xanh dương nha. Đó. Niền xay núm cổ chai nha. Chống nước 100 m, tắm rửa đi mưa ok, bản thép đúc nha. Dây thoải mái luôn. Kính zin có vài vết lông mèo chấm nhẹ thôi, không thành vấn đề đâu. Hàng si mà. Đây vậy là quá đẹp đó nha. Rồi, một con thương hiệu Engine Mỹ nha, em bán giá 750 mã 05 nha, cho con solar pin năng lượng nha. Độ mới cao bản thép đúc dán Rolex luôn. Anh em nào thích mẫu này cứ chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Núm cổ chai đáy sấy là chống nước ok rồi. Rồi em lên cho nhà một con báo thức nè. Báo thức dạng như cũng thuộc hơi cũ cổ nha. Con để bàn báo thức nha. Cái vỏ này thì bằng không biết bằng gì ta. Chắc bằng thép gì. Có chuông nha, chuông báo thức nè, nhìn nó rất là chắc luôn. Con này xài pin, nó xài pin nha. Thì linh kiện của Nhật nha, lắp ráp nhà máy China nha. Đó. Xài hai hai cục pin này nè, rất là đơn giản nha. Có báo thức thì mình bật báo thức lên nè, on off nè, bật lên nè. Đó, thì mình chỉnh báo thức nữa nha. Giờ mình nó chỉnh nè. Đó. Cái báo thức của người ta là báo ở trong nha, còn này là báo gõ chuông nữa nha, rất là độc nha, báo gõ chuông nè. Rất là độc luôn. Rồi thí dụ mà mình không ấy thì mình vặn qua luôn. Nó vặn vặn qua nha. Đó. Thí dụ hẹn nãy hẹn 6 giờ báo thức nè. Rồi em gạt xuống nè để em chỉnh cho đúng giờ luôn. Con này đang chạy đúng ok 5 giờ mấy phút. Đây là chỉnh giờ, nút chỉnh giờ nè, đó nè. 6 giờ nè. 50 mấy rồi. 56 phút rồi nha. 56 phút đó. Đây là chỉnh báo thức nè. Chỉnh này báo thức đó. Dù 7 giờ nè, đó 8 giờ nè. Tùy theo mình thôi, ví dụ mình để giữa giữa cũng được nè. Đó. 8 rưỡi, 9 giờ, đó tùy theo mình rồi gạt cái này lên đây. Khi mà chạy tới thì nó sẽ báo hai này nha. Nó gõ qua gõ lại. Thì hai này là hai cái chuông nè. Dạng như cũng đồ cổ nha. Mặt của nó không biết có dạ quang ta, để em test. Thấy mặt vàng vàng giống dạ quang. À, con này mặt mỡ gà thế nha. Này để chân hai chân trống. Rồi anh em nào thích sưu tầm nè, chốt này. Thì cái báo thức chuông này cũng ít nha, có nhưng mà ít nha. Này dạng hàng Nhật luôn á. Rồi con này em bán cho nhà 450 thôi, 450k mã số 07 nha. Chiều ngang của nó là 96 96 97 gì đó. Vậy thôi nha, nó tròn vậy đó. Anh em hình dung là biết rồi. Rồi, 450k mã 07 nha, đang chạy ok nha. Sưu tầm chơi để coi giờ báo thức nữa. Nói chung cái đó để anh em sưu tầm nhiều nha.
Rồi một con Senko của nữ nha, của mấy chị nữ nè, rất là mới luôn. Nó là Casio chứ lộn, con này Casio nha. Dòng này cũng ít thấy lắm, lâu lâu mới về cái bản này nè, kính sapphire luôn. Lịch vạn niên nha, con này thì em có hướng dẫn chỉnh giờ nhiều rồi. Có cái video hướng dẫn chỉnh giờ, chị em nào hoặc anh nào hết chốt muốn cách chỉnh giờ thì em gửi video luôn nha. Con này rất là mới, bản thép. Bản thép nha, khóa dập hiệu hết. Dây thì thoải mái rồi. Con này dây chứ 17 cũng được, để em đeo thử luôn nha. Đúng rồi, dây quá dài luôn nha. Dây này 18 luôn, 17.5 luôn nè. Dây thoải mái nha. Mấy chị em khỏi lo, mấy chị tay tê to khỏi lo luôn. Cái mặt nó thiết kế nhìn rất đẹp luôn, trẻ tia. Mà nhìn như trắng sữa, thiết kế mấy cọc số đọc nó lịch cũng đọc nữa nha. Con này chuẩn nội địa Nhật nha, nó ghi Made in Saban luôn á. Con này sản xuất trong nước luôn nha. Made in Saban nè, chuẩn nội địa luôn nha. Pin solar năng lượng rất khỏe nha. Một con Casio mã XHW 1500. Rồi mình có thể chụp hình search Google cũng được nha. Casio nè, XHW 1500. Đó, search Google biết giá trị mấy con này liền. Thường mấy dòng năng lượng không có rẻ đâu nha. Độ mới cao nha, dây tai thoải mái luôn. Xe ngang con này 25, mỏng thì 7 ly rưỡi, nó dành cho mấy chị nữ. Rồi con này em bán cho mấy chị nữ giá là 550k mã số 08 nha, 550k mã 08. Pin năng lượng đó nha. Ai kết thì mấy anh kết thì mấy chị kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi thì em lên lại dòng Casio nha. Casio Multiband 6 nè, em còn con trắng nè. Rất là mới luôn. Độ mới cao nha, mấy con này về lên tay thì anh em sưu tầm được. Xe ngang là 42 nè. Càng luôn là 44. Mỏng thì 10 ly, đó, Casio Captor nha. Quá mới nha, anh em thích sưu tầm, bữa có anh em kiếm nữa. Rồi con này là 750 mã số 90 nha. 750k mã 90 nha, mặt trắng. Mặt trắng nè. Đó. Đèn nè, dạ quang chấm bi. Cái mặt trắng đèn nó chiếu nha, nó sẽ sáng hơn đèn tự nó chiếu lại. Đang giờ bình thường nè, chuyển qua mức pin nè. Đó, giờ thế giới, giờ thể thao, báo thức các kiểu nha. Dòng này em hướng dẫn nhiều rồi, này chuyển qua ngày thứ nè. Đó. Rồi. 750 mà 90 thì em còn con mặt đen cũng vậy luôn. Chức năng cũng vậy luôn nha. Rất mới luôn. Cũng là cọc số số dạ quang số thẳng. Đèn dây khóa zin hết. Mặt sau đây thông số đầy đủ nha, mới tinh nha, mấy giờ hai con này mới. Rồi con này thì 700 mã 85, nó cũng có mặt đen xay ngang cũng vậy luôn, giống con trắng luôn đó. Hai con giống nhau à. Rồi thì em còn con Senko nha. Qua cặp miệng bán bớt con Senko Solar 2 ô lịch. Con này thì có dạ quang, có dao quang nha. Kính zin có lông mèo không đáng kể đâu, thì xây mà bản thép. Con độ mới cao, khóa dập hiệu nè, phay xước nè, mỏng. Dòng Senko và mỏng, máy này chuẩn nha, em bao nha, máy chuẩn Senko nha, tái sấy hết. Xe ngang 37, càng luôn là 43.8, mỏng 9 ly 3 nha. Dây tai 18 19 luôn, dây tai dài. Anh em thích đeo dòng Senko hay là đơn giản dòng dạng Vatare, dòng xưa. Vatare là dạng dòng xưa nha, dáng cổ dáng xưa là nó đó. Rồi con này em bán 750 nha, 750 mã 88 nha, 750k mã 88 nha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Một con Alo3 dòng Senko đó. Full titanium toàn thân siêu nhẹ nha. Thích hợp cho những anh em mà tay nhỏ nha, tay vừa tay nhỏ. Mặt sau đây thông số đủ, đáy sấy luôn, titanium ấy nha, rất là nhẹ luôn. Xe ngang của nó là 36, càng luôn là 41, mỏng thì 10 ly, kính hơi lồi có lông mèo nha, kim có dạ quang. Đó. Kim có dạ quang nha. Rồi con Alo3 titanium này em bán cho nhà 350k đi. Đó, 350k mã 93 nha. Dây dài thoải mái nha. Ai kết món này chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Titanium là đeo siêu nhẹ luôn, anh em nào thích tay vừa tay nhỏ chốt này.
dòng siêu nhẹ không? Ừ. Thì em vẫn còn con Citizen nè, Citizen EcoDrive nha, lịch chốt 3 giờ bản thép, dáng cũng mỏng nha. Ừ. Con này thì tay 10, 19 cũng được nha, dây cái còn dài luôn á, cái khóa nhìn nó xịn sò, nó khóa. Ừ. Rồi, mặt của nó là mặt đen chán gương nha, độ mới cao thép đúc. Con này xe ngang thì 37, càng luôn là 4 40 đi, 9 39.8 40, mỏng 9 ly 2. Rồi con này 550 nha. 500k luôn nha. 500k mã số 33. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Mặt sau đây chuẩn nội địa Nhật cả nha. Con này chuẩn nội địa Nhật. Sa băng nè. Dáng cũng độc lạ ha, bản thép luôn á. Đeo mấy này biết chừng nào hư bền lắm nha. Rồi, thì em lên chỗ nhà Nissan dành cho những anh em tay vừa tay nhỏ. Tay con này tầm 16.5 đổ lại thôi nha, dây 16.5 đổ lại thôi. Dây tay 16 đeo đẹp. Bản này cho những anh em mà tay nhỏ mà thích đeo dạng hơi gồ ghề xíu á, chốt này. Đó. Thương hiệu Daiso, thương hiệu Ý á, máy Nhật. Mặt trắng trẻ tia. Xe ngang con này thì 37, mỏng thì 10 ly. Đó. Tay 16 đổ lại nha. Tử này vừa tay 17 của em đeo, vừa đeo ôm á, tay 16 đeo thoải mái. Thì bản thép mà. Bản dây thép còn rất mới luôn. Dây khóa dập hiệu nha, mặt sau này. Vẫn là anh thủ dân đáy sấy luôn. Rồi con này thì em bán 450 nha, 450k mã 63 nha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em còn một con Bolide mặt trắng cái mặt xanh, xanh đen trẻ tia nha. Thì dòng 6 kim một cốt thì nó sẽ lịch thứ lịch ngày 24 giờ chỉ ngày đêm, kính zin nha, kính zin giác cạnh có lông mèo nha. Đó, dây khóa zin của nó dập hiệu Bolide cảnh sát Mỹ nha. Này là dạng như tĩnh điện nha, nó màu tĩnh điện nha. Đó. Cái này thì nó hơi nè, hơi có phai xíu, không thành vấn đề nha, hàng xi mà, nhưng mà nó phai nhưng mà nó hợp với cái màu dây trong, từ cái màu là màu lông chuột nè. Đó, cũng hợp nha, chứ không phải là mình nhìn nó xấu nha. Đó, nè, nhìn nè, rất đẹp, còn mới bên hông phai xước nè. Dập hiệu, núm dập hiệu luôn, mặt sau nữa nè. Thông số đầy đủ nha, để em lột cái này ra coi. Đó, Bullitt, thương hiệu cảnh sát Mỹ, dáng vuông dáng tăng. Con này thì tay của nó là đây, dây của nó là đâu, 10 19 cũng được nha, dây 19 được, anh em tay 19 đeo thoải mái, từ 17 mà dư hai ngón rưỡi, hai ngón hai ngón rưỡi lên tay nè, lên tay 17 hợp. Nói chung anh em tay 16 đeo cũng được, tự thiết kế nè. Còn còn dư nè, còn dư hai bên 17 mà dư hai bên. Từ cái dáng này là dạng dáng vuông dáng tăng mà dạng hầm hố xíu á, thích hợp cho tất cả loại tay luôn, tay bừa tay nhỏ đeo vẫn được. Rồi thì con này xe ngang của nó là 35 đi, càng luôn là 47, mỏng thì 10 ly, phải càng 47 không, càng đó đây nha, càng 4 45 nha. Đó. Kính giác cạnh có lông mèo nha. Đó. Nếu anh em thấp đẹp thì về mình bu lê nhẹ thôi, thật để bình thường nè. Đó, bình thường nha, nhìn nghiêng nhìn thẳng gì không thấy, nhìn nghiêng những có lông mèo thôi nha, đó là dạng nằm trong lô mà bình thường thôi. Rồi con này bữa 9 thôi, 980 nha. Rồi này bữa bán 980, 950 đi, nó 950k nha. Nhẫn là mã 7, 73 nha. 950k mã 73 nha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi thì em Swatch Switch nha. Con này còn con trắng bản thép nè. Đó. Xe ngang 37, dây tay 17 nha, 17.5. Full zin luôn, dòng này là chuẩn thị sĩ nha. Mặt sau đây vẫn là máy Swiss Match V8. Thép đúc toàn thân luôn. Mặt trắng camay, kim có dạ quang. Xe ngang 37 nha, kim có dạ quang. Con này thì cái nhà xem nhiều biết rồi,
Đó, xăng em 37, càng 42.7, mỏng 10 ly. Rồi con này hôm nay em sale một phát một cho ở nhà luôn, giá Swatch Swift đó không có giá này luôn, 450k luôn đó, 450k là có con Swatch Swift này. Lên cho em mã 009 nha, đổi mã luôn 09 nha. Đó, ai kết Swatch Swift chụp hình nhắn tin Zalo cho em, 450k mã 09 luôn. Từ nào giờ chưa bán con Swatch Swift giá này luôn nha. Rồi thì bên em hết đó nha. Đó, nói chung hàng này cũng hơi khan hiếm nha, về nhỏ giọt thôi đó, em chỉ có nhiêu đây thôi. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng đó nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản thì bên em bao ship nha. Rồi em xin chào nhà nha.